Chào cụ ơi. Chúng ta niệm Phật nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chúc cụ sức khỏe cụ ơi. Nay nay nhà Đức qua thăm với cụ với quay phim nghe. Rồi nữa mấy cô làm phim xong bật cái cụ coi nghe. Cụ đây vui nhiều không cụ? Vui nhiều không? Cụ nào muốn giảng sanh cực lạc đưa tay coi. Quý vị biết rằng là trong chùa mình quý vị, những đức thống kê cái lượng người già mà lớn tuổi á, nhiều. 92. Nghĩa là 92 tuổi này thấy không? Rõ ràng là cái người niệm Phật đó quý vị kéo dài tuổi thọ. Với thêm nữa già nhưng mà trẻ trung đẹp. Như mấy cụ này thấy không? Khuôn mặt dễ thương đẹp vô cùng luôn. Vui nữa. Chùa mình thì rất nhiều người già quý vị, nhưng mà đây là cái khu yếu của Đại Tùng Lâm nghe. Đây là khu yếu của Đại Tùng Lâm, thì mỗi điểm chùa như Đạo Tràng 3 thì có cái khu yếu của các cụ Đạo Tràng 3. Bên Hộ Pháp thì có cái khu yếu cho các cụ bên Hộ Pháp. Đại Tùng Lâm thì có khu yếu bên Đại Tùng Lâm. Bảo Tháp hay là trước cổng chùa thì mỗi vị trí người yếu ở riêng. Khi người yếu ở riêng vậy đó thì nhà Đức sắp xếp cho các cụ cái thờ khóa tu mà hộ niệm, bắt ghế cho ngồi vậy nè, rồi những đức niệm câu, mấy bà cụ niệm câu, rồi khi mà yếu nhất luôn là lấy cái điệu hộ niệm đó hộ niệm cho các cụ luôn. Nên các cụ nào đây muốn nhận sanh đưa tay anh coi. Nên quý vị nhớ là mình thương cha mẹ quý vị, giúp cho cha mẹ vui á, đây là hạnh phúc lắm quý vị ơi. Mà khi vui khỏe quý vị, nên cái người mà thường vui thì cái tâm của họ thường nghĩ tích cực không à. Nên các cụ mình á, mấy bà vui nên tuổi thọ kéo dài nè. Tuy lớn tuổi bà cụ, nay nhiêu tuổi cụ? Dạ năm nay 76. 76 tuổi. Dạ vậy đâu, 76 tuổi nghe. Nhưng bà cụ này nhiêu tuổi cụ? Dạ con 87 tuổi. 87 tuổi. Dạ. Quý vị thấy không? Nghe rõ, nói rõ đàng hoàng luôn nghe không? Dạ. Đây là phước báo đó nghe. Bà cụ này nhiêu tuổi rồi cụ? Dạ con 86 ạ. 86. Con nhận âm. Quý vị thấy không? Đa bằng tuổi sống rất là thọ nghe quý vị. Anh mà đặc biệt là nghe rõ, thấy rõ. Lớn tuổi thì phải yếu một chút nhưng mà rất là rõ ràng minh mẫn nghe. Bà cụ này nhiêu? 92. 92 tuổi. Đấy vậy không? 92 tuổi. Cụ này nhiêu tuổi cụ? Dạ con 79. 79 tuổi. Đó, vậy thấy không? 79 tuổi. Đó, bà cụ này mà mới vô vậy nè. Bà cụ nhiêu tuổi cụ? Dạ 80 tuổi. 80 tuổi mới vô. Kiếm mấy bộ đồ lam mua cho bà nghe mấy cô. Bỏ bộ đồ này đi. Dạ. Mua đồ lam cho bạn cho đẹp nghe. Nó thầy Đức mua cho bà hai bộ đồ lam vậy đó. 91. Nha. Rồi, bà cụ này nhiêu tuổi? Dạ, con 82. 82 tuổi. À, bà cụ kia? 75 tuổi. 75 tuổi, thấy không? Nên bà cụ này nhiêu tuổi bà cụ? 91 tuổi hả? Dạ. Nói vậy thấy không? Nó nên á, cái cụ là đa phần là rất là lớn tuổi. Như cụ này nhiêu tuổi cụ? Nhiêu? 79 tuổi. 79 tuổi. Ê, chín cháy. Nè thấy chưa? Thấy không? À, cụ nhiêu tuổi cụ? Con 85 ạ. 85. Đây, cụ này 85 nghe. Dạ. Để những đức đi hỏi cụ tuổi để thống kê. Quý vị thấy cái người niệm Phật tuổi thọ kéo dài. Nên nhiều người chúng ta thật sự mà mình cũng muốn sống thọ vậy thì niệm Phật. Những đứa thấy rõ ràng niệm Phật tuổi thọ kéo dài nghe. Vì vui nè, vì nghĩ thiện nè nên tuổi thọ kéo dài. Cũng như tuổi cụ? 86. 66 tuổi. 86 tuổi. À nè, 86 tuổi nghe. Mấy cụ á. Cụ như tuổi cụ? 85. Đó, vậy thấy không? Đa phần nghe quý vị từ hàng 7 trở lên và hàng 8, hàng 9 luôn. Thấy không? Sống rất thọ mà đặc biệt là gì? Nghe rõ, thấy rõ, tỉnh táo, đàng hoàng. Thì nhiều người chúng ta thường nghĩ vậy.
tôi nghĩ gì nè, nghĩ rằng là thôi còn sống thì sống thì sao cho nó khỏe mạnh, cho nó tốt, còn khi mà yếu già thì thôi chết đi. Nhiều người mình nghĩ gì, nhưng nếu mình mà không sống thiện, sống vui, niệm Phật nghe quý vị, có khi tới tuổi già nó sống không được chết không yên, nó không đơn giản đâu quý vị. Sống không được chết không yên á, nó bà cụ này nhiêu tuổi rồi cụ? Thầy là 67. 67 tuổi. À, đây cô này nhiêu tuổi cô? Nhiêu? 80 tuổi đó. Nên á, bà cụ này nhiêu tuổi cô? Dạ con 75. 75 tuổi nha. Đó, bà cụ này nhiêu tuổi cụ ơi? 80 tuổi. Nên á, Nhận Đức cũng cảm thấy mình vui quý vị. Vui khi á, Nhận Đức á, dù hiện tại mà mình cuộc đời của người mà mình thiệt thòi nhất là cha mẹ mình chết hết, nhưng mà những đức á, được nhiều mẹ thì coi quá trời nhiều bà mẹ luôn, rồi nhiều cha nữa chứ. Đây là chỉ là một số ít các mẹ lớn tuổi ở một khu yếu thôi nghe, mà ở đây là mấy chục người, mấy cô, mấy chục, 42 cụ khu yếu, 42 cụ khu yếu quý vị. Mà chăm sóc là mấy người cô? Chăm sóc là mấy người? À, có bốn cô chăm sóc quý vị. Bốn cô chăm sóc cho 42 bà cụ quý vị. Không đơn giản đâu nha. Mấy cô kia thì vệ sinh này kia riêng. Nên quý vị thấy rằng là cái tấm lòng này không đơn giản á. Mình ngoài đời mà cha mẹ già mà mình thuê một người chăm lo là kiếm người thuê người mà chăm lo người già khó lắm quý vị. Vậy mà từ cái công đức niệm Phật mà chiêu cảm những người có tấm lòng đến đây để cùng chung tay với mình để lo cho các cụ, điều này mừng dữ lắm. Nè, bà cụ này nhiêu tuổi rồi cụ? Dạ không, 77. 77 tuổi rồi. Dạ, à. Bây giờ bà cụ niệm Phật quyết định đi đâu? Dạ con về Tây Phương Cực Lạc. À, về Tây Phương Cực Lạc. Dạ. Mong các cụ già khắp nơi nơi nghe. Dạ. Coi qua công đoạn này các cụ cũng phát nguyện như các cụ trong chùa mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Dạ. Bây giờ bà cụ có nhớ con cháu gì không? Dạ không thầy. Lo nó nhớ Phật thôi nghe. Dạ con nhớ Phật. Bây giờ mình con cháu mình lo cho nó xong hết rồi. Dạ. Bây giờ mình lo tuổi già mình để niệm Phật sanh cực lạc nghe cụ. Dạ ai đặng. Cảm ơn thầy. Nên những đức nhắc nè, tất cả những người già khắp nơi nơi nếu ai có duyên coi được con đoạn này nhớ. Bây giờ mình lớn tuổi rồi mình phải mỗi ngày nhớ Phật niệm Phật chứ không có nhớ tùm lum. Dạ. Nhớ tùm lum là bệnh đau á. Nhớ Phật niệm Phật thì nó vui. Thấy cụ mình vui khỏe là do nhớ Phật niệm Phật đó nghe. Dạ, cụ này nhiêu tuổi cụ? Dạ con 75. 75 tuổi. Vậy ta tuổi tàn đa bằng tuổi lớn nghe. Cụ này nhiêu tuổi cụ? Là thầy con 81 tuổi. 81 tuổi thấy không? Dạ. Cái hạnh phúc nhất là các cụ nghe rất là rõ ràng. Dạ. Trong kinh Phật nói là pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm. Nếu như mà cuối cuộc đời mà bị điếc là bị trở ngại lớn lắm. Vì người ta niệm Phật, hộ niệm cho mình không có nghe. Nên nó bị trở ngại rất lớn. Nên mấy cụ ở đây á, đều nghe rõ hết trơn. Giờ các cụ quyết tâm vãng sanh nghe cụ ơi. Quyết tâm vãng sanh. Nên mà cụ này nhiêu tuổi rồi cụ? 75 tuổi. 75 tuổi thấy không? Nên ốm ốm gì nè, dễ bay gì cực lạc nè. Bây giờ á, Nhận Đức vài bữa tặng các cụ mỗi người cái quạt nhỏ nghe. Là cái quạt này cầm đi đâu cũng được, gọn gọn á, cầm đi đâu cũng được, rồi nằm ngủ để cái quạt nhỏ cái bên mát. Ở trên đây quý vị coi một cái phòng gì thôi mà Nhận Đức bắt quạt cái cụ cũng nhiều nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái quạt. Cái phòng này 9 cái quạt nhưng mà thời tiết giờ nó hầm nóng quý vị. Nên mua cho cụ mọi người cái quạt nhỏ nhỏ giống gì nè. Cụ để cái bên cái cụ. Hết pin thì sạc. Sạc xong rồi xài nữa. Thấy không? Bà cụ này nhiêu tuổi bà cụ? Thầy thầy con 90 ạ. 90 tuổi. À, cúp điện rồi, tôi đang thui tới thùi lùi rồi. Ha. À, ai là cụ nhiêu tuổi cụ? 60. À 60. Nói quý vị à, rồi có điện liền thấy chưa? Tại vì chùa mình quý vị biết rằng là có máy phát điện. Nên khi vừa cúp cái là máy tự phát luôn. Tại vì chùa quá rộng lớn rồi, các cụ già đồ hộ niệm đồ nhiều lắm. Nên là có máy phát điện rồi đầy đủ phương tiện lo cho các cụ. Hồi nãy cũng vừa làm một cái đám đưa ông cụ đi. Mà các cụ biết rằng là khi mình mà còn sống mà mình tu hành mà vui vẻ, hoan hỷ á nghe, là tức khắc á,
cái cuộc đời của mình sau này khi ra đi nó thù thắng dữ lắm. Nó ở bên hộ pháp có một bà cụ mà bà bị cái bệnh khóc. Hỏi bà cụ ơi khỏe không? Bà làm còn khi mà nói thôi khỏi ăn cơm đi, còn nói bữa nay có đồ ăn ăn ngon lắm nghe, ăn cơm đi. Bữa nay có nghĩa là ngộ ghê cậu ơi. Có những người già tự nhiên người ta mang cái bệnh là lạ lắm, là mình hỏi người ta cũng khóc nữa. Có nhiều cụ thì mình hỏi các cụ á là các cụ tuổi than. Có nhiều bà cụ tuổi than, ngồi đi cậu. Có nhiều bà cụ tuổi than nghe khi hỏi thăm các cụ là lo cụ tuổi than nữa. Thôi bây giờ các cụ gì nè, bây giờ các cụ á, mình xa gia đình mình, xa con cháu, nhưng mà các cụ có những đức với mấy thầy, mấy chú, mấy cô, mấy cụ ở đây được rồi. Thì bạn đồng tu rồi với chị em rồi sống chung là được rồi đúng không các cụ? Ấm áp rồi, như những đức nói chứ. Hôm qua như bà cụ kia bà hỏi thầy, lúc này cho thầy ít qua quá. Những đức nói lúc này đi tìm thóc dữ quá. Thật sự các cụ chùa mình càng ngày càng đông các cụ ơi. Phải kiếm thóc và lụm thóc đem về. Chứ giờ mình không có ăn sao mình tu đây các cụ. Nên bây giờ thì hòa thượng thì xây chùa, những đức cũng phải phụ trợ hòa thượng xây chùa. Rồi chùa mình bữa nay mùa hè này hơn 2.000 người, mà bây giờ cuộc sống người ta khó khăn, bây giờ mình phải đi lụm thóc đồ tha về để nuôi các mẹ ha, để sanh cực lạc chứ. Nên các cụ mà thương những đức là cụ cứ niệm Phật nghe. À, cụ niệm Phật vui vẻ là được rồi. Cảm mừng rồi. Cụ này nhiêu tuổi cụ? Dạ con 73. 73 tuổi nha. Cụ 73 tuổi. Cô này nhiêu tuổi con? A Di Đà Phật. Thưa bạch thầy, con 66 tuổi. 66 tuổi. Nó nên quý vị thấy là đa dạng tuổi nghe. Đa dạng tuổi. Quen gì con cháu cụ nhìn thấy cũng yên tâm. Thấy bà mình, mẹ mình ngồi đây cũng khỏe. Các cụ mà vui cái cụ niệm Phật là con cháu cụ có phước à. Nha. Cụ này nhiêu tuổi cụ? Lớp 10 sao khóc rồi chàng? Hả? Sao khóc vậy? Gì đâu khóc? Ở đây có ai ăn hiếp không? Mình sao khóc? Không ăn hiếp sao khóc? Tuổi thân hả? À, hỏi thăm nè, quý vị thấy chưa? Có những người già mình hỏi họ cũng khóc nữa đó quý vị. Như bên đầu quán có bà cụ bà khóc suốt vậy đó. Nên mình thấy tới tuổi già mình thấy tội nghiệp quý vị ơi. Mình bởi vì mình thương người già là cái ý nghĩa của cuộc đời. Vì tương lai mình cũng già, khi tới tuổi già gì cho nó nói chứ. Cuộc đời cũng cống hiến dữ lắm đó quý vị. Vì sanh con rồi nuôi con rồi lo cho cái cuộc đời của mỗi người có công chuyện. Bây giờ tới tuổi già rồi mà các cụ được gì là có phước lắm nghe các cụ. Các cụ ở đây cứ yên tâm đi. Mình ở đây mình cuộc sống mình ổn định. Nghe không? Có cơm ăn áo bặn ổn định này. Nên các cụ cứ yên tâm mà sống đây mình tu hành. Không có cần phải ngồi đi con, ngồi tự nhiên đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi bà ngồi dưới đất đi cũng được, nhìn đi ngồi ghế chưa? Bà ngồi dưới đất đi. Rồi ngồi đây nó nên từ nơi đó mà các cụ cứ lo niệm Phật đi, yên tâm. Chùa mình lo đầy đủ hết trơn rồi. Thường là tuổi già mình thường lo với việc lo là già rồi không biết ai lo cho mình đây. Nhưng mà các cụ đây yên tâm nghe. Những đứa cũng còn khỏe, mới 43 tuổi à. Nên những đứa khỏe lắm. Nên những đứa lo cho các cụ, tới các cụ giảng sanh hết những đứa cũng chưa chết nữa. Cụ yên tâm đúng không? Dạ. Thầy, đức sư phụ với thầy sống tới họ tưởng thêm 150 tuổi. Để nuôi người già ha. Nên mong mà mấy bà cụ á, bà sống vui quý vị. Mình cảm thấy ấm áp quý vị ơi. Cuộc đời mình thấy tự nhiên mình đi gặp Phật Pháp, mình biết tu, mình thấy ý nghĩa vô cùng. Tự nhiên mình lo cho bao nhiêu bà mẹ, bao nhiêu ông cha. Rồi nếu mà nói về con nhỏ cũng có nhiều nữa. Tự nhiên mình thấy hạnh phúc vô cùng. Các cụ ở đây thấy vui không các cụ? Cụ nào ở đây vui đưa tay anh coi. Đây. Nên ăn chay niệm Phật mà mình vui á các cụ. Nó, nên những đức nói rằng là các cụ mình tuổi thọ kéo dài là vui. Nên bà cụ hứa chiếc bà nói vậy nè, bà sống thọ là nhờ bà thường ha ha, còn ai mà thường hu hu là chết queo. Đừng có khóc nghe các cụ. Vui mới sống thọ nghe.
À. Con hồi 2017 con phát hiện con muốn gặp thầy mà gặp nhiều con khóc dữ lắm, tới giờ cũng hết khóc. À giờ gặp rồi heo. Nó nên á, những đức mong mà những đức chỉ cầu mình có sức khỏe. Rồi mình làm cực cỡ nào mình cũng không có từ nan. Chỉ cần có sức khỏe để mong lo cái cụ thôi. Miễn lo cái cụ được là thấy mừng. Hướng dẫn Phật tử tu là mừng rồi. Cái đó là niềm vui lớn nhất bây giờ, nên những đức á không đi đâu các cụ ơi. Không có chỗ nào mà mình nói là mình đi chơi, tại vì ở đây là chơi vui nhất à. Gần các cụ là chơi vui nhất. Chạy qua đạo tràng ba thì gặp các cụ thì các cụ cũng mừng, phải vui, mình cũng vui. Qua đại Tùng Lâm thì các cụ cũng mừng vui, mình cũng vui. Về hậu pháp thì các cụ cũng gặp mình phải mừng, phải vui, mình cũng vui. Thứ bảy thì Phật tử ta về chùa gặp mình ta cũng vui mừng, mình cũng vui mừng. Chủ nhật thì ta về càng đông thì mình cũng vui, người ta cũng vui. Nên cuộc đời vậy là quá hạnh phúc quý vị, rất hạnh phúc luôn. Nên mình mong sao mà cuối đời mình về cực lạc gặp nhau nghe cụ. Cụ nào muốn về cực lạc đưa tay coi. Quay đều đều hết cụ coi. Cụ nào muốn giảng sanh đưa tay coi. Ông mà quay mấy công đoạn này coi vui lắm quý vị. Nên những vị Phật tử nghe khắp nơi nơi nghe quý vị. Mấy cụ mà khắp nơi nơi về đây á, khỏe thì thăm mấy cụ mình. Hay những người còn khỏe quý vị, có dịp về chùa Đại Tùng Lâm hay là Hộ Pháp, quý vị nên đến cái khu yếu thăm các cụ. Dù niệm các cụ với câu Phật hiệu cũng kết duyên được. Thật sự mà nói á, mình dù có điều kiện giàu sang gì, đi du lịch đầu này đầu kia, quý vị rảnh đi đến nơi mà lo cho người già gì nè, mình thăm cái tự nhiên trong lòng mình cũng phát cái tâm thiện nữa. Vì tương lai mình cũng già mà, bây giờ mình còn trẻ, mình thương người già thì sau này mình già thì người ta thương mình thôi. À, dọn nước trước nhiễu làm sao thì dọn nước sau nhiễu vậy, đúng không các cụ? À, bây giờ mà những đức mà thương lo cho các cụ, những đức không nghĩ cái chuyện sau này ai nuôi những đức gì cũng có người nuôi nữa. Tại vì mình đã thương các cụ mà, bằng cả tấm lòng. Mà các cụ thấy những đức có thương các cụ không? Dạ có. Ở đây những đức có đánh các cụ không? Dạ không. Ừ. Thương lắm mà. Hồi đó giờ những đức có đánh bà cụ nào không? Dạ không. Đúng rồi. Mình đi đánh già người già tổ chức, thấy không? Dạ, phải thương người già nghe. Dạ, nó mà ở đây mấy cô có nấu đồ ăn ngon với cụ ăn với cụ. Dạ ngon. À. Với dạ, bây giờ hổm giờ có mua kem gì ăn không? Dạ có thầy. Ừ, nên là thay đổi đồ ăn với cụ đi. Cà phê nữa phải không? Dạ có cà phê. Nên kêu qua cà phê với cụ uống nè. Với lâu lâu đổi qua coca vậy đó. Dạ, cacao vậy đó. À, uống là ngon nghe. À, không gì bây giờ cái cụ nó nói với phòng ốc gì là quá sạch sẽ cụ nghe không? Quá sạch sẽ vậy là mừng với cụ rồi đó. Nên bây giờ đi vòng thăm mấy cụ ở đây nữa nè. Hay là Phật cứ ngồi đi cụ, cứ ngồi đi. Bà cụ này nhiêu tuổi hả cụ? Nhiêu? 75 tuổi. À đây nãy chưa hỏi mấy cụ này, cụ này nhiêu tuổi cụ? Còn 87. 87 tuổi quý vị. Quý vị thấy không? Đa bằng cái cụ mình tuổi rất là thọ. Như bà cụ này mấy lần mà sắp mắt nè. Niệm Phật chuyển nghiệp nè. Con 80. Nhiêu tuổi rồi? Con 80. Này lúc này mập lên nè. Cụ này mập lại. À, 80 tuổi, thấy không? Bà cụ nhiêu tuổi cụ? 73 tuổi. 73 tuổi. Ờ, 73 tuổi nghe. Rồi bà cụ nhiêu tuổi bà cụ? À mới qua. Mới nhận nè sư cô. Phải không? Qua mới nhận luôn. Rồi để nữa mấy thầy sắp xếp cho nghe. Chú đứng đó quay được. Bà cụ nhiêu tuổi cụ? 85 tuổi. Chứ giờ mà không đi vòng hết mấy cụ phải nói ủa sao thầy không đi bên kia mà không đi qua đây. 85 tuổi mấy cụ ở đây là ngồi xe lăn nghe. Cụ này nhiêu tuổi cụ? Dạ thưa thầy cô năm nay 82. 82 tuổi. À. Rồi, bà cụ này nhiêu tuổi bà cụ? Con thưa thầy năm nay con 91 tuổi. 91 tuổi, đi coi mặt mày sáng sủa đẹp nghe. 91 tuổi nghe. Rồi cụ nhiêu tuổi cụ? 88 tuổi. 88 tuổi. Cái cụ sống rất là thọ, tuổi thọ đó. Cô nhiêu tuổi cô? Con 64 tuổi. 64 tuổi. Nên các cụ mình ở đây là khu yếu này 40 mấy người quý vị. 40 mấy người. Mà nhìn những đức mừng ghê, nhìn các cụ mình sáng sủa, đẹp. Đẹp lão nghe. Mới vô chùa cái chân sưng mặt sưng. Giờ bớt rồi ha. Niệm Phật là nó bớt à. Nó bây giờ cứ lo niệm Phật đi là vui à nghe.
Ở đây là cái phòng các cụ ở, còn niệm Phật là bên kia đúng không các cụ? Bên nay tại vì có người mắc nên các cụ ngồi đây niệm Phật. Đó. Nên mỗi ngày các cụ tu có cái tivi, những đức có tu hình, những đức sẵn. Chứ ngồi ghế vậy đó quý vị, ngồi ghế vậy chút cái đầu tới đoạn những đức xá và xá theo. Tại những đức sợ các cụ ngồi ghế lâu nó đau lưng. Nên những đức thiết kế cái điệu mà niệm hộ niệm mà tới đoạn những đức xá xuống ghế mà già xá theo. Còn mấy cái đoạn mà nếu mà coi mà thấy thương mấy cụ. Tới giờ mà những đức mới vô nói chuyện, những đức nói ai muốn giảng sanh. Trong tivi các cụ đưa tay lên đúng không? À, trong tivi nghe quý vị. Nó nói là ai à, là cụ là muốn giảng sanh đâu, đưa tay anh coi. Nào đưa tay liền à, thấy không? Từ nơi đó mà tạo với cụ vậy đó, quen. Để sau này mà có cụ cặn tử nghiệp là nghe tiếng niệm Phật như đức là cái cụ niệm theo liền. Cụ nhớ nghe. Khi mà cặn tử nghiệp là nghe cái tiếng niệm Phật của những đức là cụ niệm liền. Vì mỗi ngày có cụ nghe quen rồi. Rồi vài bữa những đức mua quạt xong những đức đem qua đây tặng cái cụ nghe. À. Mua quạt rồi tặng rồi vài bữa những đức mua. Vài bữa những đức đặt được cái lon nước mà cái lon đẹp nó nhỏ xíu nè. Đức cho mấy cụ cụ cái lon nước để dành uống nước. Nghe. À, chúc cụ an lạc cụ ơi. Chúc cụ an lạc nghe. Cụ niệm Phật sanh cực lạc cụ ơi. Rồi, chúc cụ an lạc, A Di Đà Phật. Rồi. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng này cụ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc cụ an lạc nhé, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mong nhiều người đi thăm dưỡng lão quý vị, đi thăm người già quý vị ơi, thương người già rồi thương dưỡng lão rồi thương trẻ em mồ côi nghe, đi thăm các cháu đó là những chỗ cần tình thương mến thương của mình đến. Còn đây các cụ mình nó nói cũng vui lắm. Chúc cụ an lạc, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi chào cụ nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Đây các cô chăm các cụ nha. Mấy cô chăm các cụ phải không? Ở đây là bên ban vệ sinh nè. Đi rồi phải không? Đây cái cô này cũng hỗ trợ chăm mấy cụ đây nè. Rồi, A Di Đà Phật. Các cô cố gắng các cô. Lo cho các cụ như lo cha mẹ mình nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ được không? Được không? Dạ. Dạ chào cô. Thầy tối qua có giờ thầy bạn có gửi qua cái đơn cái tờ giấy mời của mình.